Dù thiếu vắng 5 trụ cột thi đấu cho trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và câu lạc bộ Chunam Dragon của Hàn Quốc, nhưng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm với thế trận áp đảo so với nhà đương kim vô địch Turkmenistan. Với những phương án tấn công đa dạng, khi thì từ hai cánh, khi thì tấn công trung lộ, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã không ít lần khiến khung thành của Turkmenistan phải chao đảo. Nếu ở giải đấu năm ngoái, thầy trò huấn luyện viên Calisto đã thất thủ trước Turkmenistan với tỷ số 2-3 trong cơn mưa xối xả của bầu trời thành phố Hồ Chí Minh, thì ở giải đấu năm nay, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ép sân trong suốt chiều dài của hiệp 1, nhưng phải chờ sang đầu hiệp 2, đội tuyển Việt Nam mới được mãn nguyện với bàn thắng khai thông thế bế tắc của tiền đạo Quang Hải. Sau đường chọc khe tinh tế của Minh Phương, Quang Hải đã thoát xuống rất nhanh và dễ dàng hạ gục thủ thành Turkmenistan, mang về niềm vui khôn tả cho các cổ động viên trên sân Thống Nhất. Dù đã cố gắng đi tìm bàn gỡ, nhưng các chân sút của Turkmenistan đều không thể thắng được tài năng của thủ môn Hồng Sơn. Giành chiến thắng đầu tay, đội tuyển Việt Nam hướng đến chức vô địch.